Trên mặt toàn ban Việt Nữ, Phương Anh xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức thời sự sáng ngày 2 tháng 10 năm 2018. Chương trình của chúng tôi sáng nay gồm những phần tin và thời sự đáng chú ý sau đây. 805 kg vẫy TT và 193 kg ngà voi cùng các sản phẩm có nguồn gốc từ ngà voi bị thu giữ ở sân bay Hà Nội. Một phụ nữ Việt Nam đang đấu tranh chống lệnh trục xuất để ở lại Úc cùng con gái và chồng. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 42.700 trường hợp nhiễm bệnh tay chân miệng trên cả nước. Trong phần thời sự, chúng tôi có bài tìm hiểu về tình hình nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư ở Việt Nam. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, các nhà chức trách tại sân bay nội bài Hà Nội hôm 29 tháng 9 đã thu giữ 805 kg vải TT và 193 kg ngà voi cùng các sản phẩm có nguồn gốc từ ngà voi được chứa trong 20 thùng trên một chuyến bay từ Nigeria. Truyền thông trong nước trích nguồn tin từ Tổng cục Hải quan chưa biết như vừa nào. Theo Cục Hải quan, nhãn mát trên các thùng cho biết hàng hóa được gửi từ hai công ty có trụ sở tại Nigeria đến trên một chuyến bay vào ngày 21 tháng 9 nhưng chưa có người đến nhận. Bản tin nói rõ, những người dự định đến nhận đã từ chối nhận hàng. Luật pháp Việt Nam ngăn cấm việc buôn bán ngà voi và tê tê, tuy nhiên, việc thực thi pháp luật còn yếu đã tạo điều kiện cho thị trường giao dịch chợ đen này phát triển, giúp thúc đẩy một ngành công nghiệp buôn bán các động vật hoang dã và thú nuôi quý hiếm có giá trị hàng triệu đô la. Việt Nam đã ngăn cấm hoạt động buôn bán ngà voi vào năm 1992, nhưng tình trạng buôn bán bất hợp pháp vẫn tồn tại. Năm ngoái, cơ quan chức năng Việt Nam đã tìm thấy 2,7 tấn ngà voi trong thùng cạt tông được chuyên chở trên một chiếc xe tải ở tỉnh Thanh Hóa. Vào tháng 10 năm 2016, Hải quan Việt Nam đã phát hiện khoảng 3,5 tấn ngà voi tại Cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Một phụ nữ Việt Nam và con gái 6 tháng tuổi của cô có thể sẽ bị chia ly nếu cô bị trục xuất sau phiên xử của Tòa án Liên bang ở Melbourne, Úc, AP loan tin vừa nói hôm 1 tháng 10 năm 2018. Người phụ nữ Việt Nam có tên Huyền Trần, 29 tuổi, đến Úc bằng thuyền vào năm 2011 sau khi trốn chạy vì bị truy bức ở Việt Nam cô sinh con gái trong trại tạm giữ ở Úc. Theo hãng tin AP, cô Huyền Trần nói tại tòa là cô không muốn bị trục xuất về Việt Nam vì cô lo ngại mình sẽ bị bỏ tù hoặc giết chết. Cô nói rằng cô đã bị truy bức và thậm chí bị đánh đập ở Việt Nam vì theo đạo Thiên Chúa. Trả lời phóng viên AP hôm 1 tháng 10, anh Paul Lee, chồng của cô Huyền Trần cho biết vợ anh đã bị giam giữ trong gần 12 tháng và con gái của anh chưa bao giờ được ở ngoài trung tâm giam giữ. Trong cùng ngày diễn ra phiên xử, hàng chục người đã biểu tình bên ngoài tòa án để hỗ trợ gia đình anh Paul và cô Huyền Trần. Bản tin của AP cũng cho biết, hai chính trị gia Úc là ông Gavin Marshall thuộc đảng lao động và cô Hương Trương thuộc đảng xanh đã kêu gọi chính phủ Liên bang Úc can thiệp để ngăn chặn trục xuất cô Huyền Trần. Mặc dù chính phủ Úc từ ngày 19 tháng 7, 2013 đã tuyên bố bất cứ người tìm quy chế tị nạn nào đến Úc cũng sẽ không được định cư tại Úc. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người Việt Nam tìm cách đến tị nạn Úc bằng nhiều cách. Các ca nhiễm bệnh tay chân miệng tiếp tục gia tăng ở Việt Nam. Tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 42.700 trường hợp nhiễm bệnh tay chân miệng tại 62 tỉnh thành trên cả nước. Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, thống kê mới cũng cho biết tỷ lệ mắc bệnh này trong tháng 9 năm 2018 tăng vọt với 12.200 ca được phát hiện. Trong tổng số các ca nhiễm bệnh tay chân miệng, 21.000 ca tập trung ở các tỉnh thành phía Nam. Thành phố Hồ Chí Minh được nói có 3.200 ca phải nhập viện và 15.500 ca điều trị ngoại trú. Đồng Nai có hơn 4.000 ca, trong đó 90% là trẻ em dưới 3 tuổi. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho biết bệnh tay chân miệng do virus cấp tính lây truyền theo đường tiêu hóa. Bệnh này thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng chuyển thành dịch bệnh lớn theo các nguồn lây lan như dùng chung đồ chơi, dụng cụ học tập, vật dụng ăn uống như khăn ăn, chén, dĩa, thìa, muỗng không được khử trùng. Hầu hết các ca bệnh được cho biết diễn biến nhẹ với các biểu hiện như sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da ở lòng bàn tay, chân, đầu gối, mông. Trường hợp xấu có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong. Tính đến ngày 28 tháng 9, Việt Nam đã có 6 ca tay chân miệng tử vong trong vòng tháng 8 và tháng 9. Thưa quý vị, số người nhiễm bệnh về tiêu hóa ở Việt Nam chiếm đến 10% dân số. Trung bình mỗi năm có từ 11.000 tới 12.000 người bị phát hiện ung thư dạ dày, phần lớn ở giai đoạn cuối, trong đó có 8.000 ca tử vong. Đó là số liệu do giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thành, giám đốc bệnh viện E, công bố tại hội thảo khoa học nội soi tiêu hóa can thiệp và siêu âm nội soi mật tụy được tổ chức tại bệnh viện E hôm ngày 1 tháng 10. Ông Lê Ngọc Thành cho biết, mỗi ngày bệnh viện E thường xuyên có khoảng 150 bệnh nhân mắc bệnh về đường tiêu hóa, được chẩn đoán và điều trị nội trú trong số các ca bệnh về đường tiêu hóa, chứng loét dạ dày được nói tăng khá nhanh, chiếm tỷ lệ 10% các ca nhập viện. Các bệnh về đường tiêu hóa thường xảy ra do các vấn đề về nhiễm khuẩn, vệ sinh thực phẩm. Một nhà khoa học Mỹ và một nhà khoa học Nhật Bản nhận giải thưởng Nobel Y học 2018 với những nghiên cứu và liệu pháp điều trị ung thư theo AFP. Nhà miễn dịch học người Mỹ James P. Allison, 70 tuổi, và nhà miễn dịch học người Nhật Tatsuku Honjo, 76 tuổi, chia nhau giải thưởng trị giá 1,01 triệu đô la Mỹ. Hai nhà khoa học đã phát hiện một loại protein trong các tế bào miễn dịch có thể ngăn cản hệ miễn dịch của cơ thể tấn công các khối u ung thư. Dựa trên phát hiện này, hai nhà khoa học đã phát triển một hướng tiếp cận mới trong việc điều trị ung thư là liệu pháp miễn dịch trị liệu. Đây được coi là một dấu ấn quan trọng trong cuộc chiến chống ung thư của con người. Phát hiện của hai nhà khoa học James Allison và Tosuku Honjo đang thay đổi phương cách điều trị ung thư với một loại thuốc mới giúp các tế bào miễn dịch tấn công các tế bào ung thư. Tuy loại thuốc này có tác dụng phụ đáng kể, nhưng đã chứng minh được hiệu quả điều trị ung thư kể cả những trường hợp ung thư giai đoạn cuối mà trước đây y học bó tay. Dự án tham gia xây dựng một nhà máy lọc dầu tại Việt Nam của tập đoàn Nhật JXTG Nippon Oil and Energy đang phải đối diện với khả năng phải hủy. Bản báo Nikkei loan tin ngày 1 tháng 10 cho biết là đối tác địa phương của công ty Nhật Bản này là tập đoàn xăng dầu quốc gia Việt Nam, Petrolimex, vừa có kiến nghị chính phủ về việc dừng dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nam Vân Phong với trị giá khoảng 6 tỷ đô la tại tỉnh Khánh Hòa. Với lý do được đưa ra là tập trung nguồn lực cho các dự án khác. Tuy nhiên theo Nikkei thì quyết định của Petrolimex được cho là có liên quan đến nỗi lo nguồn cung ứng dư thừa ở Việt Nam việc có thêm nhà máy thứ ba trong bối cảnh hiện nay là không cần thiết vì hai nhà máy lọc dầu Dung Quốc ở Quảng Ngãi và Nghi Sơn ở Thanh Hóa đã đi vào hoạt động. Dự án nhà máy lọc dầu Nam Vân Phong tỉnh Khánh Hòa được Petrolimex kết hợp cùng với tập đoàn Nippon Oil Energy góp vốn đầu tư từ năm 2008 với tổng số vốn đầu tư từ 4,4 đến 4,8 tỷ đô la Mỹ. Nhà máy sử dụng 300 hecta mặt đất và 300 hecta mặt biển với công suất đạt 200.000 thùng dầu mỗi ngày tương đương với 10 triệu tấn một năm. Cuối năm 2014, tập đoàn GXTG Nippon Oil and Energy cùng với Petrolimax Việt Nam đã ký một bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược đầu tư và phát triển thị trường bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam. Quy mô dự án được định giá lại từ 6 tỷ đến 7 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, Chính phủ Việt Nam cho biết tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa GDP trong 9 tháng đầu năm của Việt Nam ước đạt 6,98% đây được cho là mức tăng cao nhất của khoảng thời gian 9 tháng đầu năm kể từ năm 2011. Đánh giá được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ chính phủ Việt Nam tháng 9 năm 2018, diễn ra vào ngày 1 tháng 10 tại trụ sở chính phủ Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho biết tăng trưởng ghi nhận được từ cả ba khu vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng cũng như dịch vụ. Đặc biệt lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo tăng gần 13%. Tuy vậy, người đứng đầu Chính phủ Hà Nội thừa nhận nền kinh tế Việt Nam còn nhiều thách thức. Theo ông Nguyễn Xuân Phúc, sức ép lạm phát còn rất lớn do nhiều nguyên nhân cả từ bên trong lẫn bên ngoài, rồi từ tỷ giá, lãi suất, lộ trình thực hiện giá thị trường, tăng lương, lạm phát tâm lý. Một số tình trạng được ông Nguyễn Xuân Phúc nêu ra là việc nông sản nhập khẩu mạo danh sản phẩm trong nước diễn biến phức tạp, nạn buôn lậu, gian lận thương mại, trật tự an toàn xã hội khiếu kiện đông người ở một số địa bàn diễn biến phức tạp. Reuters vào ngày 1 tháng 10 loan tin nêu rõ, tăng trưởng sản xuất khắp châu Á và châu Âu trong tháng 9 có chậm lại. Lý do đơn đặt hàng xuất khẩu giảm đi trước đợt leo thang thương chiến mới nhất giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhận định cho thấy, trong vài tháng tới, tình hình kinh tế của thế giới sẽ không có mấy thả quan. Tuy nhiên, do việc Hoa Kỳ và Canada vào ngày 30 tháng 9 – đạt được thỏa thuận nhằm cứu vãn thỏa ước mậu dịch tự do Bắc Mỹ NAFTA có thể mang lại chút sáng sủa. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình TV online của Ban Vị ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khán thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.org. Vào đây quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ngay ở trang chính và phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình truyền hình đã phát trong tuần. Lưu ý để thuận tiện, quý khán thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đài Á Châu Tự Do tại facebook.com gạch chéo OFA Việt Nam. Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và Youtube mong quý vị chia sẻ và giới thiệu chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi trong phần thời sự hôm nay thưa quý vị nhiều nhà lãnh đạo việt nam gần đây đề cập đến cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư theo họ thì đó là cơ hội giúp nền kinh tế việt nam bứt phá lên tuy nhiên để tận dụng được mọi thành quả của cuộc cách mạng mới cần có nguồn nhân lực chất lượng cao vậy thực tế trong lĩnh vực này ra sao phóng viên chân như có bài tìm hiểu sau đây mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Việt Nam là một trong những nước sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bởi tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều lãnh đạo Việt Nam dường như cũng nhìn thấy được vấn đề đó, như Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh từng nói bài toán về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hiện nay đang trở nên cấp thiết và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu giúp cách mạng công nghiệp thứ tư thành công. Vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho biết với cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư, thương mại dần được toàn cầu hóa, công nghiệp số và các mô hình kinh doanh mới ngày càng phát triển. Nhưng cuộc cách mạng này cũng đặt ra yêu cầu đối với từng chính phủ tổ chức phải hỗ trợ, thay đổi để đồng bộ với các doanh nghiệp. Một giám đốc công nghệ thông tin ở Việt Nam nói với Đại Á Châu Tự Do rằng, Việt Nam có lợi thế là nhân lực trẻ và các bạn trẻ suốt ngày cầm smartphone trên tay nên họ không lạ lẫm gì với Internet và thích ứng nhanh với công nghệ cao. Ông Nguyễn Từ Quảng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ BKAV, trả lời câu hỏi của Đại Á Châu Tự Do rằng liệu Việt Nam có đủ nhân lực để tận dụng hay ứng dụng kết quả của cách mạng thứ tư nhằm phát triển kinh tế đất nước theo con đường ngắn nhất hay không? tôi thì tôi nghĩ là Việt Nam thiếu thì là thiếu cái người dẫn dắt thiếu cái người gọi đúng gọi là gọi là dẫn dắt các nhà quản lý và họ hiểu biết về cái vấn đề này và họ có thể hoạch định chính sách có thể điều hành để cho cái tận dụng cái nguồn lực của trong nước chứ còn về nguồn lực cụ thể thì tôi không nghĩ là lại lại thiếu tất nhiên là có càng nhiều thì càng tốt nhưng tôi không nghĩ nó thiếu ở điểm điểm đó tôi có thể lấy ví dụ nhé là ở BKV uh, chúng tôi chỉ có 1.500 nhân viên thế nhưng là chúng tôi có thể uh, sản xuất ra smartphone theo khảo sát mới nhất của Bộ Công Thương về tính sẵn sàng ứng dụng các công nghệ 4.0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hiện có tới 82% doanh nghiệp đang ở vị trí mới nhập cuộc. Trong khi đó, những doanh nghiệp được cho là đã nhập cuộc như BKAV với nhận thức về tầm quan trọng của công nghệ thông tin, nhưng họ vẫn chưa được sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Ông Nguyễn Tử Quảng đưa ra nhận định. Việt Nam thực sự có cơ hội. Nếu như có cái sự vĩ mô, tức là hoạch định vĩ mô của của nhà nước nữa và có những cái nhân tố, có những cái người uh, hoạch định chính sách và điều hành chính sách đúng thì chắc chắn là Việt Nam có thể tận dụng cái cơ hội này. Ý tôi là không thiếu những cái nhân lực làm, đây thiếu cái sự hoạch định về chính sách quy mô. Thực ra nó rất là trong phẳng và từ trước nay là BKV tự tự mình làm mà chưa có sự hỗ trợ nào của chính phủ cả, gần như là như thế. Đấy, nếu như có các cái chính sách tốt hơn nữa thì tôi tin rằng là chúng tôi sẽ có thị phần lớn tỷ phần tốt trong cái mảng smartphone này và có thị phần tốt ở trong nước thì chúng tôi có thể vươn ra thị trường quốc tế. Thì nó sẽ là cái tiền đề rất là tốt để Việt Nam làm cái uh, tận dụng cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này. Tại diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện có hiệu quả các giải pháp và nhiệm vụ đã nêu tại chỉ thị số 16 năm 2017. Trong đó có việc phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng và chất lượng cao về việc đào tạo nhân sự để ứng dụng cho cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư, tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc nói với chúng tôi rằng muốn đào tạo nhân sự thì trước hết Việt Nam phải xác định mình muốn ứng dụng cái gì và có khả năng ứng dụng cái gì trong các kết quả của cách mạng công nghiệp thứ tư. Chứ đào tạo tràn lan rồi không có cơ sở vật chất phù hợp thì vô ích. Thực chất thì để ứng dụng được các cái kết quả của cách mạng công nghiệp thứ tư á thì có nhiều cái yếu tố Thế, trong đó cái yếu tố quan trọng nhất là gì là cơ sở vật chất kỹ thuật thứ hai là trình độ khoa học đấy trình độ cái trình độ khoa học chung của toàn xã hội đấy và một cái yếu tố thứ ba là như là nhà báo hỏi là chính là cái nguồn nhân lực à riêng về quyền chuyển đào tạo nguồn nhân lực ấy thì cái việc đào tạo nguồn nhân lực là bất cứ cái thời đại nào bất cứ cái chế độ nào bất cứ cái xã hội nào cũng cần đào tạo nguồn nhân lực nguồn nhân lực đó phải đáp ứng được cái hiện có của thực tế xã hội của đất nước của kinh tế của khoa học công nghệ của cái đất nước đó thế và chuẩn bị cho những bước tiến tương lai, thì tôi nói là tôi trả lời là đối với cuộc cách mạng thứ tư, cách mạng công nghiệp thứ tư thì Việt Nam còn rất xa vời, à, kể cả cái chuyện đào tạo con người. Tại buổi gặp gỡ bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ông Chu Ngọc Anh hôm 11 tháng 9, giáo sư Klaus Schwab, chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết những nền kinh tế thế giới đã mở trung tâm về cách mạng công nghiệp 4.0 tại Bắc Kinh, Singapore và trong 12 tháng tới sẽ tập trung xây dựng tại Việt Nam. Một chuyên gia về nguồn nhân lực mới đây phát biểu trên tờ Asia Times rằng Việt Nam là một trong những nước mà nhu cầu về nhân sự trong ngành công nghệ thông tin sẽ tăng vượt bậc trong vài năm tới. Do biện pháp kiểm duyệt khắc khe của chính phủ Hà Nội việc truy cập trang web của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tại Việt Nam là rất khó. Tuy nhiên, đừng lo, tuần lửa sẽ không còn là trở ngại. Hãy truy cập vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ www tự do info www do info Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi đến cuối chương trình tin tức thời sự sáng ngày 2 tháng 10 năm 2018. Còn quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào tối nay lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam cũng trên YouTube và Facebook của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Phương Anh cầu chúc quý vị một ngày bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.